OK. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn về chủ đề hệ điều hành. Thì trước khi chúng ta nghỉ Tết, thầy có hướng dẫn bài 10, 11, 12. Nếu như các bạn nào mà còn nhớ thì các bạn xem lại ha. Thì hôm nay thầy sẽ tổng hợp lại những gì chúng ta đã học. Còn trong trường hợp những bạn nào mà chưa học thì các bạn có thể theo dõi. Thì thầy gom những cái bài trong cái chương hệ điều hành này thành một chủ đề để cho chúng ta dễ học. Thì hệ điều hành là gì? Thì đầu tiên thì sẽ nói lại, tức là hệ điều hành đó là một cái phần mềm, nó nôm na nó là một phần mềm. Ngoài ra nó không là gì cả, nó là một phần mềm đơn giản, nó là một phần mềm ha. Như vậy thì chúng ta khái niệm cái hệ điều hành này là gì? Các bạn xem ha. Thì người ta khái niệm như vậy: hệ điều hành là một tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống để đảm bảo sự tương tác giữa người dùng với máy tính. Nó cung cấp các phương tiện dịch vụ để điều phối thực hiện các chương trình, quản lý chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách hiệu quả, thuận lợi và tối ưu. Tại sao người ta khái niệm như vậy? Thì các bạn cứ suy nghĩ xem, bây giờ mình lấy một cái hệ điều hành mà gần gũi với mình nhất, đó là hệ điều hành Windows. Thì tại sao người ta nói là hệ điều hành là một tập hợp các tổ chức thành một hệ thống? Như vậy thì bây giờ thầy mở nhỏ cái PowerPoint xuống, thầy cho chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. OK, giờ thầy tắt cái PowerPoint ha. Các bạn nhìn xem nè, đây ở nhà thì thầy cài cái hệ điều hành Microsoft Windows 10. Các bạn xem đi ha. Tại sao người ta nói nó là một cái phần mềm? Thì thật sự là khi chúng ta mua một chiếc máy tính về, nếu như cái hãng sản xuất và bán máy tính người ta không cài một hệ điều hành thì đơn giản chúng ta chỉ có những thiết bị bao gồm những bộ mạch điện tử, chúng ta không thể sử dụng được. Cho nên là chúng ta phải muốn sử dụng được nó thì chúng ta phải có một cái phần mềm để gì, để khi chúng ta nhấn cái power thì chắc chắn một điều là tự nhiên cái phần mềm nó chạy lên. Thì nó chạy như thế nào thì thầy đã hướng dẫn rồi, thì lát nữa thầy sẽ tổng hợp lại cho các bạn ha. Thì như vậy thì chúng ta cần một phần mềm để có thể giúp chúng ta giao tiếp, chúng ta muốn tạo file, chúng ta muốn gõ bàn phím, chúng ta muốn điều khiển chuột, chắc chắn chúng ta phải rất cần một cái hệ điều hành. Điều đó rất là quan trọng ha. Thì tại sao nó gọi là được tổ chức thành một cái hệ thống? Thì các bạn xem nè, bây giờ các bạn nhìn lại, khi chúng ta nhấn vào cái nút này thì các bạn thấy là gì? Nó bao gồm tập hợp rất là nhiều cái phần mềm trong đây ha. Rồi ngoài những cái phần mềm mà chúng ta cài đặt trên hệ điều hành này, chúng ta có những cái chương trình của Windows, nó bao gồm, các bạn nhìn nè, ở đây chúng ta có là device system, tức là nó bao gồm tập hợp nhiều phần mềm trong đây nữa. Các bạn nên nhớ là những cái nhỏ nhỏ này, những cái này là thực chất bản thân nó là một ứng dụng, và nó nằm đâu? Nó nằm trong hệ điều hành Windows. Như vậy thì Windows là một phần mềm mà nó lại tập hợp nhiều phần mềm bên trong nó nữa, người ta nên người ta gọi nó là hệ thống ha, hệ thống. Như vậy thì người ta nói rằng hệ điều hành là một tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống, đảm bảo cái gì? Đảm bảo sự giao tiếp giữa mình với nó, đúng không? Mình với nó. Như vậy thì không có nó mình không thể nào giao tiếp được với máy tính. Dĩ nhiên là chúng ta có rất là nhiều cái hệ điều hành chứ không chỉ có Windows. Cho nên là, nhưng mà khi chúng ta làm, chúng ta thực hành thì chúng ta sử dụng cái Windows cho nó dễ hiểu ha. Vậy thì thầy nhắc lại bài một lần nữa ha. Tức là gì? Hệ điều hành là gì? Hệ điều hành là gì? Hệ điều hành là một tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo gì? Tương tác giữa chúng ta và máy tính. Và nó còn ngoài ra nó còn tổ chức quản lý chặt chẽ tài nguyên máy tính và tổ chức khai thác chúng một cách hiệu quả. Các bạn có biết tại sao mà nó gọi là tổ chức chặt chẽ tài nguyên không? Thầy cho các bạn xem nhé. Các bạn nhìn nè, khi chúng ta bấm xuống, chúng ta bấm chuột phải, chúng ta sẽ có là gì? Personal Line. Thì trong đây nó lại có những cái tối ưu về hình nền, màu sắc, đen, ha, vân vân, là những cái mà tài nguyên của hệ điều hành. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có là, nếu các bạn bấm vào đây, các bạn bấm chữ Start Manager, ở đây các bạn dễ thấy nhất này, các bạn sẽ thấy là đây là nó sẽ tổ chức, nó theo dõi chặt chẽ những tài nguyên nha, nhìn tài nguyên thử các bạn xem ha.
Rồi xem này. Này, nhìn đi, CPU 38%, bộ nhớ 63%, đĩa nãy giờ chưa làm gì hết, thành ra đĩa truy xuất 0%. Được chưa? Mạng là chưa có đụng gì tới mạng hết. Đó, chúng ta có thể theo dõi được hiệu suất của từng thiết bị nè, chúng ta có thể theo dõi được nè, hiệu suất của nó nè. À, các bạn thấy không? Nó theo một cái biểu đồ như vậy. Ngoài ra chúng ta cũng theo dõi được nhiều thứ, lịch sử truy cập vân vân, rất là nhiều thứ, cho nên người ta mới nói nó là tổ chức quản lý tài nguyên một cách chặt chẽ. À, được chưa? Như thì thầy nhắc lại cái phần hệ điều hành này thì bà thầy làm cho các bạn xem ha. Rồi, một số hệ điều hành phổ biến thì các bạn biết là chúng ta sử dụng Microsoft Windows rất là nhiều. Còn ngày nay thì các bạn sẽ sử dụng cả hệ điều hành Android và iOS rất nhiều, đặc biệt là các bạn trong lớp, các bạn thấy không, các bạn luôn luôn có điện thoại Android, có iOS vân vân. Ngoài những cái hệ điều hành này, chúng ta còn rất là nhiều hệ điều hành khác nữa ha. Ví dụ như hệ điều hành trên TV của LG, nó cũng là một dạng hệ điều hành MS-DOS, đó là cái hệ điều hành thành công đầu tiên của Microsoft. Nó là cái thuở sơ khai là trước khi hình thành cái hệ điều hành Windows. À, nếu có thời gian chúng ta sẽ tìm hiểu sâu chuyên sâu về cái Android, iOS và cả MS-DOS nữa ha. Vậy thì thầy lướt qua phần này nhé. Rồi, phần 2 là phần chức năng. Cái này thì thầy đã hướng dẫn trên lớp cho các bạn rất là nhiều rồi. Chức năng của hệ điều hành là gì? Tổ chức giao tiếp giữa mình và nó. Như vậy thì chúng ta giao tiếp giữa chúng ta và hệ điều hành, hay chúng ta nói là người dùng và hệ thống cũng là một ha. Hệ điều hành nó cung cấp gì? Cung cấp tài nguyên cho chương trình và cách tổ chức thực hiện chương trình đó. Ví dụ khi các bạn cài một cái game vào thì cái game đó nó nói là à, bây giờ tôi muốn 2 GB bộ nhớ để tôi chạy cái game của tôi, thì ai là người cung cấp? Chính hệ điều hành, nó sẽ chích ra trong bộ nhớ RAM của mình. Còn nhớ RAM là gì không? Chắc quên hết rồi. RAM là một cái thiết bị bổ nhớ phụ tạm thời, đúng không? Như vậy thì chính cái hệ điều hành nó sẽ lấy cái RAM đem cho cái game đó để có thể chạy được. Trong trường hợp mà nó không đủ RAM thì sao? Thì nó sẽ đứng máy. Các bạn phải reset lại chiếc máy tính của mình. Rồi, tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài. Còn nhớ bộ nhớ ngoài là gì không? Đó là đĩa cứng nè, thẻ nhớ nè, USB vân vân. Thì đó là gì? Đó là những cái thiết bị lưu trữ, mà ai là người tổ chức lưu trữ nó? Chính hệ điều hành là người. Ví dụ các bạn đang soạn Word, các bạn nhấn file save, thì chính hệ điều hành nó phải thực hiện lưu cái file này trên Word xuống đĩa cứng để ở ổ D thư mục bài tập, ví dụ vậy. Được chưa? Rồi, ok ha. Cái thứ ba là kiểm tra hỗ trợ bằng phần mềm cho thiết bị ngoại vi, có nghĩa là khi các bạn cắm các thiết bị như là máy in hay là cắm chiếc điện thoại nối vào điện thoại vân vân, mà hệ điều hành nó giúp chúng ta có thể nhận dạng và có thể làm việc được. Cái thứ tư, cái thứ một hai ba bốn năm à, cái thứ năm là cung cấp các dịch vụ tiện ích cho hệ thống, tức là nó cung cấp những cái gì cần thiết cho nguyên cái hệ thống của chiếc máy tính mình thực hiện. Và mỗi một chức năng của hệ điều hành thì nó được đảm bảo bằng nhiều cái chương trình thực hiện. Ví dụ như khi các bạn muốn ví dụ như là các bạn muốn vẽ hình thì nó có chương trình Paint. Các bạn muốn soạn thảo đơn giản thì chúng ta có WordPad, một số chương trình nó hỗ trợ, Notepad cũng hỗ trợ cho các bạn gõ, vân vân ha. Thành ra là người ta nói là một chức năng thì được đảm bảo bởi một nhóm các chương trình là như vậy, hỗ trợ cho chúng ta có thể làm việc được. Thì đó là cái phần chức năng, được chưa? Rồi, chúng ta đi qua phần thứ ba là phần tập tin, thư mục và hệ thống quản lý tập tin. Thì về cái phần này thì thầy đã nói rồi đúng không? Tức là tập tin là gì? Thầy đã khái niệm rất kỹ cho các bạn rồi. Tập tin hay còn gọi là tệp. Đó là gì? Đó là một tập hợp các thông tin được lưu trữ ở đĩa cứng USB, và mỗi một tập tin nó sẽ có một cái tên. Như vậy đối với vấn đề tập tin thì thầy không có nói nhiều nữa, thì các bạn quá rõ rồi. Tập tin ví dụ như file nhạc, file hình, file video, file Word, file Excel vân vân ha. Thì chúng ta lướt sơ qua cái phần cái quy định về cái tập tin. Tức là trong hệ điều hành Windows thì các bạn thấy đều là tên tập tin, thì nó không có quá 255 ký tự khi các bạn đặt tên. Khi chúng ta đặt tên, tại sao gọi là không quá 255 ký tự? Thầy làm thử các bạn xem nào, các bạn nhìn. Giả sử bây giờ thầy có một tập tin, thầy tạo một tập tin
Ví dụ vậy, giả sử giờ thầy có một tập tin bài tập, ví dụ thầy ghi là đây là bài một tin học là một ngành khoa học, ví dụ các bạn hứng chí các bạn nhấn F2 nha, các bạn đặt bài một hay cái gì đó còn gõ như vậy thì tổng cái chiều dài này các bạn gõ thoải mái, còn mấy cái xiên thì các bạn gõ, tức là các bạn có thể gõ là 255 ký tự là tối đa, nếu như các bạn gõ tới ký tự thứ 256 thì nó sẽ không cho các bạn lưu ha. Nói chung thì đối với tên tập tin thì làm sao ngắn gọn súc tích dễ nhớ để chi mai mốt dễ dễ tìm kiếm à, dễ tìm kiếm được chưa? Rồi ok, giờ thầy đi tiếp vấn đề ha. Phần mở rộng tức là mỗi tập tin nó có một cái phần mở rộng, ví dụ mình đặt là bài tập 1 chấm đốc x, có nghĩa là file của mình á, mình có thể đặt cái phần mở rộng dài hơn 3 ký tự, nhưng mà hồi xưa tới giờ thì thông thường người ta ký hiệu là khoảng 3 ký tự. Chúng ta không nên đặt tên tập tin có những cái ký tự đặc biệt, với các bạn nhìn nè, dấu xuyệt nè, dấu hai chấm, dấu sao, dấu hỏi, nó không cho mình lưu trên trên Windows, tại những cái đó là sai ha, các bạn cố gắng đặt đúng. Phần mở rộng thì nói lại một lần nữa, phần mở rộng là gì? Phần mở rộng đó là được dùng để phân loại tập tin. Thầy ví dụ nha, ví dụ như vậy thầy soạn thầy vẽ hình đi, thầy vẽ hình pen, thì giờ thầy vẽ một cái hình, các bạn nhìn nha, thầy vẽ cái hình, thầy vẽ một cái hình, giờ hình chữ nhật, đúng không? Thì bây giờ thầy tô màu nó, làm cho nó đỡ căng thẳng nhé, đó, tô màu này đi, thì tô lại, đúng không? Thì sau khi thầy làm xong thì lưu file này, các bạn nhìn này, thầy save. Các bạn thấy nè, cái file này khi các bạn lưu nó sẽ đặt một tên là PNG, có nghĩa là cái đuôi hay cái phần mở rộng của nó là 3 ký tự PNG. Các bạn có thể đặt dài hơn, nhưng mà cái tên này là do cái người thiết kế ra chương trình người ta quy định như vậy để cho chúng ta dễ nhớ. Ví dụ thầy lưu ở document là thầy lưu ha, thầy lưu hình vuông, ví dụ thầy hình chữ nhật xem đi. Rồi. Như vậy thì nó phân loại như thế nào? Thì ví dụ như mai mốt khi các bạn nói, ồ bây giờ tôi hồi xưa tôi có lưu một cái hình tôi không nhớ nó để đâu, tôi mới sực nhớ, à tôi làm bằng pen và tôi đặt cái file của nó là file png, giờ thì tôi sẽ tìm, như chúng ta sẽ vào document chúng ta tìm thử nha, giả sử chúng ta không biết đó hình gì, bây giờ chúng ta tìm nha, sao chấm png. À, khi nó tìm các bạn thấy là đây là tất cả những cái hình có phần mở rộng là PNG, nó ra cái hình chữ nhật của mình. Như vậy các bạn thấy một điều là gì? Với cái hình chữ nhật, với cái một cái file thì chúng ta rất quan trọng cái phần mở rộng để gì? Để phân loại sau này khi phục vụ cho vấn đề tìm kiếm sắp xếp của chúng ta nó được rất là thuận lợi hơn ha. Rồi, thì nói đến đó. Như vậy thì thầy đi tiếp vấn đề ha. Rồi ok, như vậy thì thầy đi tiếp thôi. Tin được chưa? Thư mục tập tin rồi ha, ok ha. Thư mục là gì? Nói chung nó khái niệm là thư mục để quản lý tập tin được dễ dàng hay điều hành tổ chức các thư mục để lưu trữ các tập tin. Họ nói nôm na giống vậy, các bạn có file nhạc, các bạn có file hình, các bạn có file video, thì thư mục nó chính là cái tủ để chứa cái hình, cái tủ để chứa video, hoặc là cái tủ này là chứa cái hộp khác, thì cái hộp đó lại là một thư mục, thì cái hộp đó nó là một thư mục, nó nằm trong cái tủ, thì cái hộp đó gọi là cái thư mục con, được chưa? Như vậy thì cái thư mục lớn nhất nó chính là đĩa, đĩa C, đĩa D, các bạn hay thấy là ổ đĩa C, ổ đĩa D, người ta gọi nó là gì? Là thư mục gốc. Trong thư mục có nhiều thư mục con, và các thư mục này không được đặt trùng tên nếu cùng cấp, và trong mỗi thư mục thì chúng ta sẽ chứa tập tin mà có thể chứa cả thư mục, được chưa? Ở đây nó có một khái niệm là hơi cũ nhưng mà chúng ta nên biết, người ta có khái niệm là path. Path có nghĩa là gì? Có nghĩa là đường dẫn. Đường dẫn các bạn nhìn nè, C hai chấm xuyệt bài tập xuyệt toán xuyệt đại số, thì đường dẫn này có nghĩa là trong thư mục C chúng ta có bài tập, trong bài tập có toán, trong toán có đại số, trong đại số có cái file tên là B đại số 1.txt. Như vậy thì đây được gọi là một cái đường dẫn, đây được gọi là một đường dẫn. Sau này Windows nó không dùng cái từ path nữa, nó lại dùng cái từ abstract,
lát nữa thầy thử cho các bạn xem nha. Thì các thư mục này nó sẽ được phân cách nhau bởi dấu xuyệt. Đó là khi chúng ta nếu thích dùng bàn phím chúng ta gõ thì chúng ta gõ như vậy. Còn không thì chúng ta sử dụng chuột ha, thầy làm cho các bạn xem. Vậy thì bây giờ thầy nhìn là bây giờ thầy truy cập vào ổ điện à không, cái này đi ha. Cái thư mục nè, thì là chat video là những cái thầy đang soạn để thầy hướng dẫn các bạn học nè. Thì vào này nè, thì vào cái chủ đề hệ điều hành nè, các bạn nhìn nè, các bạn nhìn trên đây nè. Deep PC có ODC, ODC có chat video, video có khối 10 và có chủ đề hệ điều hành. Thì nguyên cái này người ta gọi là address. Sau này nó gọi là address có nghĩa là địa chỉ. Còn ngày xưa nó gọi là path có nghĩa là đường dẫn. Nói chung chúng ta học thì chúng ta cố gắng hiểu rõ hết mọi vấn đề để chúng ta khi người ta nói có người nói thế address cho tôi xin cái address của cái file đó, có người nói là cho tôi cái path của file đó, chúng ta biết chúng ta làm được chưa ha. Ok rồi, như vậy thì bây giờ thầy lại đi tiếp về chủ đề hệ điều hành được chưa. Rồi, hệ thống quản lý tập tin. Hệ thống quản lý tập tin là gì? Nói nôm na, chúng ta có tập tin, chúng ta có thư mục. Như vậy làm sao tạo được thư mục? Làm sao chúng ta copy thư mục dán vào, copy thư mục này dán vào thư mục khác, copy tập tin này dán vào thư mục để chúng ta tổ chức theo cách của mình. Thì chúng ta cần một cái phần mềm, thì cái phần mềm đó người ta gọi là hệ thống quản lý tập tin. Mà ở trên Windows nó chính là cái My Computer, là cái thông dụng đó các bạn. Hoặc là cái Windows Explorer. Thì hai cái trình quản lý này là gì? Nó giúp cho chúng ta, nó là cái nơi, nó cung cấp cái chỗ, cái nơi cho chúng ta có thể copy nè, sao chép nè, xóa nè, vân vân, tất cả những thao tác liên quan đến tập tin và thư mục. Mà nó cho mình mở trực tiếp một cái file để chúng ta có thể xem video hay xem một file hình vân vân, thì cái đó gọi là hệ thống quản lý tập tin. Ví dụ ha, ví dụ rồi, ok các bạn nhìn xem ha. Thì tôi tắt này luôn nè. Thì đây Deep PC nó là Windows 10, nó gọi là Deep PC. Còn ở Windows 7 nó gọi là My Computer à, thì là nó hết mở ra. Thì khi chúng ta mở ra chúng ta xem nha, thì ở cái đây tôi có ba ổ đĩa. Trong mỗi ổ đĩa tôi có nhiều thư mục, tôi muốn vào thư mục nào tôi double click vào thư mục đó. Ở đây tôi có thể bấm chuột phải thì nó sẽ sổ ra các lệnh. Bây giờ tôi muốn xóa tôi bấm delete, tôi muốn đổi tên tôi bấm rename, tôi mới xem thuộc tính của nó. Thuộc tính là gì? Thuộc tính là một cái tính chất của một cái tập tin và thư mục, ở trong đó chúng ta có thể có nhiều thứ trong đó. Ví dụ thầy mở thầy xem như là thuộc tính, các nhìn như là cái loại này là file MP4, nó được mở trong cái thư mục này, kích thước của nó là 6.55 MB và nó được tạo ngày này. Thì đây là những cái tính chất của nó. Bên cạnh đó nó còn những cái bảo mật phân quyền và chi tiết vân vân ha. Thì những cái này người ta gọi là một cái property của nó, hay là gọi là thuộc tính, tiếng Việt nó gọi là thuộc tính, được chưa. Như vậy thì các bạn nhìn xem này, ví dụ thầy sổ, các bạn nhìn nè, chỉ biết PC thầy sổ cái hình mũi tên này đó, nó ra. Ví dụ thầy mở ổ C nó sổ ra tiếp, cái mở chat view nó sổ ra nữa. Thì kéo này ra mình dễ xem ha. Này thì các bạn nhìn nè, thì nguyên cái này người ta gọi là cấu trúc cây thư mục. Thì nó liệt kê các tập tin thư mục được tổ chức giống như dạng một cái cây. Mỗi cây có nhiều nhánh, một nhánh có nhiều cành, một cành có nhiều lá vân vân, chúng ta dễ xem hơn. Còn nếu chúng ta muốn đi chi tiết, xử lý chi tiết cho một tập tin thư mục nào đó thì chúng ta chỉ cần bấm vào thôi. Bây giờ tôi bấm vào khối 10 thì sẽ có các cái chủ đề, các tập tin, các thư mục mà tôi muốn xử lý, được chưa ha. Ok rồi, vậy thì bây giờ thầy sẽ đi tiếp và bài này ha. Rồi chúng ta đi tiếp. Rồi, hệ thống quản lý tập tin xong rồi, bây giờ nào, quy trình nạp một cái hệ điều hành. Thì cái này thầy đã giảng rồi trong cái bài số 11, 12. Thì có nói là gì? Khi chúng ta nhấn nút power thì máy tính làm gì? Thì khi các bạn bật điện lên, các bạn nhấn nút power thì khi đó các chương trình trong ROM, còn nhớ không? Các chương trình trong ROM tức là những chương trình có sẵn, nó sẽ đi vòng 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 máy tính tìm vòng vòng đi C, đi D. Chỗ nào có cái đĩa khởi động, chỗ nào có chương trình khởi động mở lên, chỗ nào có hệ điều hành lấy hệ điều hành Windows, lấy hệ điều hành Android,
nhưng khi bạn tắt máy tắt nguồn không mở lại thì anh đo được tiền dài không, các trong rơm nó tìm thấy cái hệ điều hành rồi sau đó gì nó nạp nguyên cái đó vào trong bộ nhớ rồi sau nó bung ra, tức là nó chạy chạy lên thì chúng ta sẽ thấy được cái chương trình hệ điều hành đó và chúng ta bắt đầu chúng ta chọn nếu mà anh rồi còn chúng ta bắt đầu rê chuột, chúng ta bắt đầu đánh bàn phím nếu là hệ điều hành Windows ha. Thì một cái quy trình làm hệ điều hành nó gồm có bốn bốn bước như vậy, các bạn nhìn các bạn sẽ thấy rất là rõ nha. Ok rồi, phần thứ sáu phần giao tiếp hệ điều hành thì cái này thầy đã hướng dẫn các bạn rồi ha. Thì để giao tiếp với hệ điều hành chúng ta có hai cách. Một cái cách cho những cái người làm việc chuyên nghiệp, người ta quen với cách sử dụng lệnh, mọi thứ bằng lệnh hết. Ví dụ thì thầy làm lại cho bạn xem ha, lệnh là gì. Ví dụ bây giờ thầy phải tìm cái chỗ để gõ lệnh nha, không rom rồi đây nó có nè, các bạn nhìn nè. Ví dụ bây giờ thầy muốn làm việc cho mỗi đứa xe, bấm C hai chấm xuyệt CD xuyệt thì nhảy ra xe, thầy xóa màn hình CLS đó. Bắt đầu giờ thầy muốn biết là trong OC nó có những thư mục nào, thầy muốn lên đi à. Đó. Giờ thầy muốn nhảy vô làm việc với check video thì bấm CD test gạch dưới video thầy muốn khổ nó không đúng à, nó viết hoa CD là nhảy vô check test gạch dưới video system cannot pass file, tức là không tìm được cái check video này. Có thể là nó do nó không cho mình vô, là tại vì nhiều khi trong cái ổ đĩa của thầy nó có khóa cái gì đó không. CD user user s à, nhảy vô được thì cái thư mục nó bị khóa, thầy nhảy vô thư mục user, thầy liệt kê thư mục user nó có gì trong như vậy toàn bộ những cái thao tác của chúng ta đều sử dụng lệnh. Thì đó là một cái cách giao tiếp. Thì hồi xưa trước khi hệ điều hành Windows ra đời thì Microsoft thiết kế phần mềm MS-DOS này hầu như là chúng ta chỉ có gõ lệnh thôi, không có sử dụng chuột ha. Sau này thì nó có hệ điều hành thì nó lại sử dụng cái cách khác. Thì cách thứ hai là gì? Các bạn xem ha. Cách thứ hai là sử dụng các đề xuất do hệ thống đưa ra. Sử dụng các đề xuất do hệ thống đưa ra có nghĩa là gì? Chúng ta sử dụng các cái chọn lựa. Ví dụ thứ nhất là menu, thứ hai là button, cái thứ ba là window, cái thứ ba là dialog box là gì? Chúng ta chỉ dùng chuột, chúng ta rê. Cũng giống như sau này khi các bạn sử dụng hệ điều hành Android hay iOS, các bạn thấy không? Các bạn chỉ dùng tay chọn chọn, các bạn chọn thôi, không có gõ lệnh, không có gì hết. Đó, đó là gọi là sử dụng các đề xuất do hệ thống đưa ra. Thường nó dưới dạng là menu, button, window, dialog box. Ví dụ vậy. Ví dụ bây giờ các bạn muốn các bạn mở Mac computer lên ha. Các bạn thấy nè. Như vậy thì thầy vào thư mục này thì có double click thôi. Nếu thầy muốn mà ví dụ thầy copy một file này xóa cho các bạn xem ha. Cái file này xóa ổn quá. Copy đi. Thế này. Ví dụ bây giờ thầy bấm này thì thầy lưu trên màn hình cho các bạn xem. Thầy bấm delete, bấm chuột phải nè, bấm chuột phải delete là nó xóa. Tức là chúng ta khi chúng ta bấm chuột phải vào một cái file gì đó thì đây là các lệnh sẵn, chúng ta chỉ có chọn thôi. Thì những cái dạng giống vậy gọi là menu nè. Đó, đây là những cái menu. Đừng có những đây là những cái menu. Được chưa? Rồi, những cái window, ví dụ như khi chúng ta mở này lên chúng ta toàn màn hình, mình xưa nay không nghĩ thì thực chất đây là một cái window. Ví dụ thầy mở thêm một cái thư mục khác, một thư mục khác bấm chuột phải nè. Open new window. Đó, nó lại thành một cái window khác nữa. Đúng không? Như vậy thì tất cả nó đều là menu, đều là window. Ví dụ nó hiện xóa một cái file, nó báo là bạn có muốn xóa file hay không? Ok. Yes no cho những cái nút đó thì nó gọi là button. Và những cái hộp thoại hiện là bạn có muốn xóa hay không thì nó gọi là dialog box. Ha, dialog box. Thì cái này hôm bữa thầy có làm thử trên lớp cho các bạn xem rồi ha. Chúng ta không có nói quá nhiều về những cái phần này. Được chưa? Rồi, chúng ta quay lại bài học nha. Như vậy thì chúng ta có bốn thứ.
menu là bảng chọn, button là nút lệnh, window và dialog là lọc bấm. Yeah. Thì ưu điểm của từng cái cách là gì nè? Tức là nếu các bạn gõ lệnh thì các bạn sẽ biết chính xác việc làm đó là li đia đia có nghĩa là liệt kê. Tức là liệt kê thì chúng ta gõ lệnh thì chúng ta biết chắc chắn cái lệnh này chỉ có một cái chức năng là liệt kê hết mọi thứ. Nhưng mà các bạn nên nhớ một điều, khi chúng ta dùng lệnh thì nó có cả ngàn lệnh, hơn cả ngàn lệnh, nhớ nhiều mệt nhức đầu quá. Thành ra những người nào mà không không có làm việc máy tính thường xuyên thì theo thầy thì chúng ta không nên xài này ha, chúng ta xài cái thứ hai cho dễ. Thì đó là nhược điểm của cái sử dụng lệnh. Còn đối với cách sử dụng các đề xuất do hệ thống đưa ra thì các bạn thấy là chúng ta chỉ có chọn 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 như vậy thì người dùng chỉ cần chọn thôi, chọn và chọn, hay là dùng chuột bấm double click 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 rất là dễ. Thành ra đối với các bạn mà những người làm việc việc mà với máy tính không nhiều á thì chúng ta sử dụng bằng chuột rất nhiều ha. Thì đó là hai cái cách, thì tùy các bạn lựa chọn, nếu các bạn cảm thấy cái nào phù hợp với các bạn thì các bạn chọn. Các bạn là người có trí nhớ tốt, các bạn có thể dùng lệnh, tại vì thực chất khi chúng ta gõ lệnh nó nhanh hơn là dùng chuột ha. Đó là kinh nghiệm của thầy nói các bạn xem rồi đó. Rồi ok, thì cái phần cái tiếp là cái phần làm việc. Khi chúng ta làm việc với Windows thì các bạn để thấy một điều như vậy, chúng ta có cái phần là gì, vào Windows thì không nói, cứ mở lên đăng nhập user. Sau khi làm việc xong thì chúng ta có các chế độ thoát khỏi Windows, thì cái này thầy đang nói đến vấn đề là cái người đi làm. Thì hồi xưa nó có bốn chế độ, tức là sit down, là stand by, hibernate, turn up ha. Thì sit down và turn up là tắt máy, sit down tắt hẳn hoàn toàn luôn, rút điện là luôn. Còn turn up thì có nghĩa là tắt máy. Thì standby là gì, hibernate là gì? Standby có nghĩa là tạm dừng một ít thời gian, khi chúng ta đang làm việc mệt quá chúng ta tạm dừng nghỉ ngơi, rồi lát nữa chúng ta quay vô làm việc tiếp. Thì lúc đó nếu chúng ta sit down nó tắt hết, các bạn bật lên thì các bạn thấy mỗi lần chúng ta mở máy tính lên cái máy tính nó chạy vòng 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 vòng, nếu máy yếu là đợi khoảng 3-4 phút, có khi là 5 phút, rất là lâu. Trẻ tôi ta đang làm việc nửa chừng mà tôi phải đợi như vậy thì tôi rất là bực, mặc dù tôi chỉ đi ra đi vào tí xíu. Thì người ta dùng cái standby có nghĩa là ra uống ly cà phê xong vô rắc chuột cái thì toàn bộ hệ thống nó lại tiếp tục vận hành như cũ, giống như tôi đang soạn word giữa chừng thì tôi ra uống cà phê vô xong tôi lắc chuột cái tôi tiếp tục soạn thảo tiếp. Có nghĩa là tại thời điểm đó khi chúng ta nhấn standby thì hệ thống nó sẽ lưu tạm thời và nó vẫn có điện bên trong máy tính và nó chỉ lưu toàn bộ trạng thái chúng ta làm. Khi chúng ta quay lại máy tính chúng ta chỉ lắc chuột cái nhẹ thôi thì chúng ta có thể làm việc tiếp lại được. Hibernate thì nó là dạng ngủ đông, có nghĩa là khi chúng ta làm việc xong một ngày, thông thường thì ở nước ngoài thì máy tính ít khi là tắt lắm, thì thường tắt mở nó dễ hơn. Người ta để chế độ Hibernate người ta có đi một vài ngày, vài ba ngày người ta quay lại làm việc, người ta chỉ cần lắc chuột cái người ta tiếp tục làm những công việc người ta. Thì cái Hibernate nó đưa trạng thái về giống như ngủ đông á, con gấu nó ngủ đông thì nó thấy nó dừng nhưng thực sự nó dừng, bên trong nó vẫn duy trì một lượng điện tiết kiệm đủ để hệ thống khi cần thiết có thể vận hành trở lại một cách nhanh chóng ha. Nếu với những người nào làm việc thường xuyên thì người ta sẽ dùng hai chế độ này rất là nhiều nếu các bạn sử dụng trên Windows 7. Còn Windows 10 sau này thì thầy thấy nó bỏ hai đó, thì nó thay bằng từ sleep, mệt thì sleep, sleep xong lắc chuột lại làm việc hoặc là tắt hẳn. Còn restart có nghĩa là gì, khởi động lại máy tính, khởi động lại là chúng ta đang làm mà máy nó chậm quá chắc nó hết bộ nhớ chúng ta restart lại, còn không thì cứ làm việc tạm thời cái sleep clip xong quay vô vậy đó. Như vậy thì tùy chúng ta sẽ sử dụng những cái dạng như thế nào ha. Thì ở trên đây thầy hết bài, thì đây thì hôm nay là cái tiết đầu tiên thì thầy đang hệ thống lại những gì thầy đã hướng dẫn cho các bạn. Bài hệ điều hành chúng ta còn một cái phần là hệ điều hành Linux ha. Thì chúng ta sẽ học trong tiết sau. Thì bây giờ thầy sẽ cho một bài tập các bạn thực hiện. Sau khi thực hiện xong trong hết tiết này thì chúng ta nghỉ ha. Thì chúng ta học online thì do cái mùa dịch hiện nay thì nó rất là khó khăn, do chúng ta không thể đến trường được, thầy cũng không thể đến trường thầy dạy hướng dẫn các bạn được. Thì chúng ta phải học để chúng ta có kiến thức, và chúng ta cũng phải học để chúng ta có những cái thang điểm để đánh giá. Thì chúng ta có nhiều thang điểm lắm, thì vừa học thầy sẽ cho các bạn những cái bài kiểm tra nhỏ nhỏ,
thì thầy sẽ ghi nhận điểm lên. Thì cái thầy nói bài này thầy sẽ lấy bao nhiêu điểm, bài này lấy bao nhiêu điểm. Thì sau một giai đoạn là đến lúc mà chúng ta quay lại trường thì thầy hy vọng là chúng ta sẽ có từ 2 đến 3 cột điểm. Để gì? Để các bạn không mất thời gian mà các bạn cũng có điểm nữa. Những bài tập của thầy rất là dễ. Thầy cũng mong rằng các bạn phải làm cái bằng lập của thầy một cách nghiêm túc, để thầy căn cứ trên đó thầy có cái thang điểm cho các bạn. Và lưu ý một điều là khi chúng ta học đầu giờ, các bạn cố gắng điểm danh trong khoảng thời gian 5 phút ban đầu. Tại vì cái điểm danh đó là giám thị, các thầy giám thị sẽ theo dõi coi là hôm nay các bạn có vào học không, các bạn có đi trễ hay không, vô trễ hay không, hoặc các bạn có ngồi trên tiết học không. Nên những cái phần điểm danh các bạn cố gắng làm đầy đủ ha. Thì giờ thầy kết thúc bài giảng ở đây. Thì lát nữa thầy sẽ cho bài tập, thì các bạn cố gắng hoàn tất cho thầy và nộp trong tiết này. Không có bài tập về nhà gì cả, các bạn chỉ làm tiết nào làm tiết đó xong thì thôi, nghỉ để cho các bạn có thời gian các bạn học những môn khác được tốt hơn. Kết thúc đây nhé, thì các bạn làm bài ha. Các bạn thắc mắc gì thì các bạn trong lớp room các bạn hỏi trực tiếp thầy. Trong tiết này thì thầy sẽ hướng dẫn cặn kẽ cho các bạn ha, không có gì ai nói cả. Học trò của thầy rất là dễ thương, cố gắng làm bài tốt nhé. Bây giờ thầy kết thúc ha, tạm biệt. Ok.